Chết đi, chết đi. Tôi cũng không thể lấy tiếp tay cho loại đàn bà thất đức cố tình hại chồng như bạc nữa. Chết đâu, bà khóc như thế. Bố tôi còn chưa chết cơ mà. Già rồi ấy, mà còn cố sống lay sống lắc làm cái gì không biết nữa. Rõ ràng tất cả mọi người trong nhà này đều không muốn chú sống tiếp. Chào đây, ông ăn đi. Đu rượu tôi. Trời ơi. Ôi, già rồi ấy, mà còn cố sống lay sống lắc làm cái gì không biết nữa. Cho tôi thêm miếng nữa đi. Ăn, ăn cái gì mà ăn. Ăn lắm rồi đại tiện tiểu tiện ra giường ấy, ai mà hầu không được. Tôi đói quá, cho tôi thêm miếng nữa đi. Đói à? Đói thì ngủ đi cho hết đói nhá. Sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà còn hành người khác. Lắm chuyện không biết nữa, đòi hỏi. Cho tôi miếng nữa. Đây, cậu vào đây. Đấy, nhiệm vụ của cậu bây giờ ấy là chăm sóc ông ấy. Có vấn đề gì thì bảo tôi. Dạ, vâng ạ. Khai mù hết cả lên. Kinh chết đi được. Để cháu kiểm tra xem. Bác ấy tiểu tiện hết ra giường rồi ạ. Bác ơi, quần áo của bác ấy ở đâu để cháu đi thay cho ạ? Ở trong tủ kia kìa. Cậu thay ấy, thì thay nhanh lên. Ui, kinh quá đi. Cháu vừa thay ga giường và thay chăn cho chú rồi đấy ạ. Bây giờ mà chú buồn đi vệ sinh thì chú cứ bảo cháu để cháu đưa chú đi nhá. Để cháu lau tay cho chú. Cháu xin lỗi, cháu làm chú đau ạ. Chú đau với cả chú đói. Bây giờ có cháu ở đây rồi, cần gì chú cứ bảo cháu nhá. Chú cảm ơn. Chú cứ nằm xuống nghỉ đi ạ. Cháu ra ngoài có chút chuyện chú nhá. Cô ạ, cháu có chuyện muốn nói ạ. Chuyện gì? Nói đi. Cháu làm điều dưỡng cũng đã nhiều năm rồi. Cháu thấy thực sự chế độ ăn uống của chú đang không được hợp lý cho lắm ạ. Mỗi ngày đều ăn cháo láng đậu xanh thì không thể đủ chất được cô ạ. Thế ý cậu đang nói là tôi không cho chồng tôi ăn uống đầy đủ đấy hả? Không, ý cháu không phải như thế ạ. Chỉ là... Tôi nói cho cậu biết nhé. Tôi đây là cho ông ấy ăn theo chế độ thực dưỡng, được khuyến khích dành riêng cho người già. Ông ấy lớn tuổi rồi, làm sao ăn được những thứ dầu mỡ như thường ngày ông ấy vẫn ăn. Hay là cậu đang xui tôi giết chồng tôi đấy hả? Không. Ý cháu không phải như thế đâu ạ. Cháu thấy thực sự là chú ấy đang rất đói ạ. Mà cô nghĩ xem, cô có thể làm sao cho chú ấy ăn mỗi ngày chỉ ăn cháo loãng không được thôi ạ? Tôi cho ăn như thế nào thì đấy là việc của tôi. Tôi bảo gì, cậu làm lấy là được rồi. Cậu nhiều lời thế nhở? Nếu vậy, cô có thể mua bỉm cho chú ấy đóng ban đêm được không ạ? Chú bị bệnh, đi lại cũng khó khăn. Ban đêm vì vấn đề tiểu tiện mà sinh ra mất ngủ đấy ạ. Bỉm biết cái gì? Cậu đừng có bày vẽ ra nữa. Tôi thuê cậu 500 một ngày để về cậu chăm sóc ông ấy, chứ không phải để cậu chơi. Đóng bỉm cho ông ấy để đêm cậu được ngủ chứ gì. À không, tôi không có ngu. Cháu làm thế cũng chỉ nghĩ cho sức khỏe của chú thôi ạ. Cô nghĩ xem, chú ấy cũng có tuổi rồi, ban đêm mà mất ngủ thì tình hình làm sao mà khá được ạ. Nói thì hay lắm, mà thôi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà tôi. Cậu làm được ấy, thì làm, còn không để tôi thuê người khác nhá. Đừng có nhiều chuyện. Mà nếu vậy thì thôi ạ.
lắm chuyện. Chú, để cháu đỡ chú dậy ạ. Chú đói lắm rồi phải không ạ? Chú ăn đi. Chú yên tâm, cháu sẽ canh cho chú. Alo. Con yên tâm, mẹ sắp xếp ấy, đâu vào đấy hết rồi. Lão ta chẳng còn được mấy hơi nữa đâu con ạ. Mẹ đã bảo là yên tâm đi. Giấy báo tử ấy, mẹ cũng đã cho người làm sẵn rồi. Chỉ cần lão ta hấp hối một cái, bắt điểm chỉ là xong. Toàn bộ cái nhà này với lại gia tài sẽ thuộc về mẹ con mình hết. Con hiểu chưa? Ừ. Thế nhá. Chú ăn từ từ thôi kẻo nghe. Chú, hay là cháu đưa chú ra khỏi đây nhá. Sao cháu lại nói như thế? Rõ ràng tất cả mọi người trong nhà này đều không muốn chú sống tiếp. Cứ thế này cháu sợ chú sẽ chết mất. Cháu chỉ cho chú em bánh mì thôi mà. Mày lại còn dám già mồm cãi láo đấy à? Mày định giết chồng tao nên mới cho chồng tao ăn uống bậy bạ sau lưng đúng không? Tao đúng là nuôi ong tay áo, điều dưỡng gì cái loại mày hả? Toàn một lũ giết người. Cút ra khỏi nhà tao. Bà không cần phải đuổi, tôi cũng không thể lấy tiếp tay cho loại đàn bà thất đức cố tình hại chồng như bà nữa. Còn ông nữa, tôi thương tình ông sắp chết mới cho ông hưởng thụ một tí, thuê người chăm sóc cho ông. Thế mà ông lại xúi giục cái thằng nhóc đấy để được sống thêm vài ngày nữa hả? Ông ý, tốt nhất khôn hồn thì nằm ở đây mà rên rỉ. Đừng có mơ tôi cho ông ăn uống tử tế hay đi bệnh viện. Già rồi, chết được rồi đấy. Ôi trời ơi, mọi người ơi, mau về đi. Ông nhà tôi yếu lắm rồi. Tôi đã chết đâu mà bảo khóc cứ thế. Giấy báo tử còn có rồi, như thế nào là ông bảo chưa chết? Ông mà chưa chết ý, tôi nhất định cũng bắt ông phải chết. Chết đi, chết đi. Dì, dì làm cái trò gì đấy? Bố tôi còn chưa chết cơ mà. Mày, sao mày lại ở đây? Rõ ràng là mày ở bên kia cơ mà. À, hóa ra là mày, thằng mày dám phá hoại kế hoạch của tao à? Hả? Đồ độc ác. Bố tôi đối xử với dì cũng không tệ. Thế mà dì vì tiền bạc, vì tài sản mà giết cả chồng mình à? Như gì? Có xứng đáng là vợ không à? Không tệ. Mày có ở với lão ta không mà biết là không tệ. Bà
qua tôi hầu hạ cung phục ông ta, thế mà đến một cái hôn lễ, một cái giấy đăng ký kết hôn còn không có. Trong mắt ông ta và thiên hạ, tao mãi mãi chỉ là người tình, là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình nhiều người khác. Mặc dù tao đã sinh cho ông ta một thằng con trai, nhưng mà toàn bộ gia sản đều thuộc về mẹ con ba cả là mày. Mày có hiểu được là tao như thế nào hay không? Suốt bao nhiêu năm qua tôi nhịn ông đủ rồi, bây giờ tôi chỉ lấy lại những cái gì thuộc về mình thôi. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Quá nửa đời người rồi, xin lỗi thì có ích gì? Bố đừng lo, con đã về rồi, con sẽ chăm sóc cho bố mà. Chuyện ngày hôm nay con đừng trách bà ấy, tất cả là do bố, do nghiệp quả của bố. Bố, con xin bố mà. Cháu làm bài test kiểm tra sức khỏe cho chú nhá. Nào, chú giơ tay lên. Phần này còn đau không ạ? Có nhức gì không ạ? Thế bây giờ cháu chạm vào đây, chú có thấy đau hay là nhức hay là mỏi gì không ạ? Hơi tí nữa thôi. Thế là chú đang hồi phục rất tốt rồi đấy ạ. Con chào bố ạ. Anh Cường cũng ở đây ạ. Em đi làm về rồi đấy ạ. Vâng ạ. Đợt trước anh Cường có bảo với con là bố ngủ không ngon, lại còn hay nhức khớp, nên con đã mua cho bố một bộ sản phẩm của tập đoàn Kohino, bao gồm viên hỗ trợ xương khớp Vosamin, có công dụng là bổ sung các chất tăng nuôi sụn khớp, hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viên khớp ạ. Bố xem đi ạ. Còn nữa đây ạ, kết hợp với viên ăn ngủ ngon GABA có tác dụng hoạt huyết, tăng cường máu lưu thông lên não, giảm tình trạng hoa mắt chóng mặt, xây sầm mặt mày, hỗ trợ an thần, giảm căng thẳng tinh thần, lo âu, đảm bảo sẽ cải thiện tình trạng sức khỏe của bố đấy ạ. Bố xem đi ạ. Em lấy cho bố dùng luôn đi. Dạ vâng ạ. Bố đây con. Yêu quý của bố. Không có gì đâu ạ, tất cả đều là nhà anh Cường hết đấy ạ. Cảm ơn cháu. Dạ, không có gì đâu ạ. Thời gian qua con gái ông chăm sóc ông tốt nhỉ, xem ra đã khỏe hẳn rồi. Nhờ có con cái, nhờ có sự chăm sóc của cậu Cường, cùng với viên uống hỗ trợ xương khớp Cosamin và ăn ngủ ngon GABA của tập đoàn Kohino, mà tôi cũng đỡ nhiều. Thế thì ông gọi tôi về đây làm gì nữa? Định biến tôi thành trò cười đấy à? Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết là giờ nói gì cũng muộn rồi. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, tôi chỉ mong được bù đắp cho bà và Tú, con của chúng ta. Đây là tất cả tài sản mà tôi có. Tôi đã viết di chúc
toàn bộ để lại cho bà và thằng Tú. Con chờ gì ạ? Bố ơi, đồ đạc con chuẩn bị xong hết rồi, mình đi thôi ạ. Còn bây giờ, tôi sẽ về quê, ở cùng với cả cái Thủy. Bà không phải bận lòng điều gì cả. Dạ thưa chú, xe đã đến rồi đấy ạ. Chúng ta đi thôi. Mình đi thôi ạ. Thôi, chào bà, tôi đi đây. Điều kỳ diệu mang tên Kohino. Kino à. Thiên hạ người ta cũng đẻ con đẻ cái, nhưng mà có ai vừa xấu vừa lười như cô không? Không, không phải như thế đâu anh. Mày có định cắm rừng tao nữa à? Chứ không phải trước kia, chính bà và con trai bà đã đặt điều đuổi tôi và con trai tôi ra khỏi nhà. Chính hai người mới là người phải hối hận đấy. Ngồi thì ngồi cho nó gọn vào. Người thì như cái thùng phi ấy, mà ngồi chành nghênh giữa nhà ấy. Dạ vâng ạ. Đưa cháu đây cho tôi. Sang bà nhá. Còn cả cái đống mỹ phẩm này nữa, dọn hết đi cho tôi. Mà đùa chứ, người thì không ra người, ngợm thì không ra ngợm. Đã xấu người lại còn xấu cả nết. Không được cái tích sự gì, chỉ việc ăn bám chồng rồi ăn mới ngủ. Cô đúng là cái đồ vô tích sự. Cô không trông con thì vào đây làm gì? Con em nhà bà trông hộ rồi. Thế có nghĩa là bà trông hộ là cô hết nhiệm vụ à? Hả? Anh này, anh đưa cho em chút tiền để em mua sữa với cả cho con đi khám được không? Ô hay. Cứ gặp nhau là lại nói đến tiền. Thế tiền mấy hôm trước tôi đưa cô đâu? Mà bây giờ đã hết rồi. Anh đưa cho em cách đây một tháng rồi. Giờ làm gì còn nữa? Tiền bỉm, tiền sữa, giờ lại tiền thuốc của con. Em... Một tháng trôi qua nhanh nhờ. Mà đấy, cô là phụ nữ ấy, thì cô cũng phải ý thức được cái việc là cô đi làm kiếm tiền chứ. Tại sao mà cô cứ ỉ lại vào tôi là như thế nào? Rồi đấy, cả nhà cả cửa của tôi ấy, bây giờ chỉ còn từng này thôi. Em có muốn thế đâu, nhưng mà con nó còn nhỏ. Đến thời gian chăm sóc bản thân em còn không có nữa là kiếm tiền. Thôi. Cô ấy, cô chỉ viện cớ là giỏi thôi. Cô nhìn ở ngoài đi. Thiên hạ người ta cũng đẻ con đẻ cái, nhưng mà có ai vừa xấu vừa lười như cô không? Tôi chuyển khoản rồi đấy. Đi ra ngoài trông con đi. Ngồi đây cầu nha cầu nhau. Alo, con đi mua thuốc cho con. Có gì nói chuyện sau nhá. Anh gì ơi? Anh gì ơi? Anh ơi. Alo, cho tôi một xe cứu thương đến 12 Lê Duẩn nhá. Có một người đang bị ngất ở đây. Nhanh lên nhá. Anh ơi,
Anh gì ơi. Alo, mày à, cho tao vay chút tiền được không? À ừ, tao đang cần tiền mua sữa với mua thuốc cho con. Hôm nọ tao gặp người đàn ông bị nạn trên đường ấy, tao giúp người ta, bây giờ chẳng còn đồng nào cả. Tao không dám nói với chồng tao, nên là mày giúp tao nhá. À, mày dám bỏ con khóc ngoài kia để vào đây lén lút gọi chữa chạy à hả? Tin đồ thằng thân mất. Mày dám lừa tiền con trai tao để đi đu trai đúng không? Sao mẹ đánh con? Con không ngoại tình, mẹ đừng có vu oan cho con như thế. Im mồm. Không ngoại tình thì tiền con trai tao đưa cho mày để lo cho cháu tao tại sao lại hết? Viện cớ giúp người à? Ai mà tin hả? Cái đồ vừa xấu lại vừa vô dụng, lại còn điêu toa nữa. Tao đánh chết mày nhá. Tao đợi thằng Minh về tao tung hê hết. Tao ngứa mắt mày từ lâu lắm rồi. Tao chết này. Mẹ. Con Minh. Mẹ. Mẹ làm cái gì vậy? Sao lại đánh Thủy hả? Con về rồi đấy à? Mau đuổi nó ra khỏi nhà đi. Tiền trong nhà ấy, nó đem cho trai hết rồi con ạ. Kìa mẹ, làm gì có chuyện đấy? Cô ta xấu như này thì làm gì có ai ngó đến à? Con không tin mẹ chứ gì? Tìm trong ví của nó xem còn đồng nào hay không thì biết. Chính tai mẹ nghe thấy nó vay tiền người khác đây này. Không, không phải như thế đâu anh. Không phải như thế à? Thì đưa ví đây. Sao? Vẫn còn đứng đấy à? À. À, tao hỏi mày, tại sao mấy hôm trước tao vừa mới đưa tiền cho mày, đến hôm nay không còn đồng nào? Hả? Anh bỏ ra, anh nghe em giải thích đã. Giải thích này. Đến bây giờ mà mày còn muốn tao giải thích à? Một mình tao nuôi cả cái nhà này đã đủ mệt. Bây giờ tao thất nghiệp, tao mệt mỏi lắm rồi, mày còn đi cắm rừng tao nữa à? Còn cả đứa bé kia nữa, chắc gì nó đã là con tao. Nó là con của anh đấy. Mày, loại đàn bà ăn bám như mày, mày ôm luôn cả đứa bé đấy, cút ngay ra khỏi nhà tao. Nó là con của anh mà. Tao không cần biết cái loại đàn bà ăn bám như mày ấy, tao không cần nữa. Đi. Hai mẹ con có làm sao không? Anh là... Phải, tôi là người lần trước đã được cô giúp đây. Cô bị thương rồi, để tôi đưa cô đi khám nhé. Tôi không sao, con tôi đã bị sốt, anh giúp nó với. Được, cô đi theo tôi. Chào anh. Chào cậu. Chào bác. Tôi đã xem qua hợp đồng bên anh gửi, rất tốt. À, mời anh qua bàn nói chuyện, chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn. À thôi, nếu mà anh đã xem qua hợp đồng rồi thì tôi nghĩ tôi có thể ký luôn được. Vậy cũng được. Mời anh. Rất vui được hợp tác với anh. Hợp tác vui vẻ nhá. Anh. Em về rồi đấy à? Em đợi anh một chút nhá, anh đang có khách. Lâu rồi không gặp nhỉ. Xem ra cô vẫn thích ăn bám đàn ông như ngày nào. Năm xưa cô chê con trai tôi nghèo hèn, cô cắm sừng nó. Hóa ra là vì đây à? Bà không nói, không ai bảo bà câm đâu. Sao? Sợ xấu hổ với tình mới à? Tôi đây cũng chỉ muốn nói cho người tử tế như cậu Cường biết cái bộ mặt thật của cô, để tránh xa cái loại đàn bà đào mỏ như cô thôi. Chứ không phải trước kia, chính bà và con trai bà đã đặt điều đuổi tôi và con trai tôi ra khỏi nhà. Bao nhiêu năm không gặp,
Hai người vẫn vô liêm sỉ như vậy nhở? Cái đồ trơ cháo. Này, cô thôi đi nhá. Cô đừng có khích mẹ tôi. Ngày xưa cô lừa tôi như thế là quá đủ rồi. Bây giờ cô còn định phá chuyện làm ăn của tôi nữa. Các loại đàn bà như cô ấy thì nên cút ra khỏi đây đi. Hóa ra anh chính là chồng cũ của Thùy. Chuyện giữa hai người ấy thì tôi cũng đã biết hết rồi. Tuy nhiên bây giờ anh muốn đuổi Thùy thì không được. Bây giờ cô ấy đã là phó giám đốc của công ty này rồi. Phó giám đốc á? Vốn dĩ tôi không bận tâm đến điều này đâu. Nhưng mà vì hôm nay thấy hai người chướng mắt quá, thế nên với tư cách là phó giám đốc của công ty, tôi không đồng ý với chuyện hợp tác lần này. Nhưng mà xin lỗi cô, hợp đồng đã được ký rồi. Bây giờ thì không còn hợp đồng nào nữa nhá. Mời hai người cút ra khỏi công ty tôi. Hai người sẽ phải hối hận vì chuyện này. Chính hai người mới là người phải hối hận đấy. Còn bây giờ thì mời hai người cút ra khỏi công ty của tôi. Người cứ đợi, mình đi thôi. Em làm tốt lắm. Em hãy cứ tự tin như thế này nhá. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc. Em vẫn đang làm việc à? Anh đến rồi à? Anh có món quà muốn tặng em này. Thủy này. Dạ. Anh có điều muốn nói với em. Anh nói đi. Anh yêu em. Em đồng ý làm bạn gái anh nhá. Em không xứng. Một người đàn bà đã qua một lần đò lại xấu xí như này. Em... Anh biết là em sẽ nói như thế này mà, nên anh đã chuẩn bị sẵn thứ này cho em rồi. Đây là Powerline, bữa ăn dinh dưỡng hỗ trợ giảm cân. Công thức giảm cân thế hệ 4 duy nhất trên thị trường, với nguyên liệu cao cấp như cao dịch chiết trà xanh, bột thảo dược tảo Spirulina, bột thảo dược hạt Quiona, bột thảo dược linh chi, được nhập khẩu 100% từ nước ngoài, hiệu quả giảm cân vượt trội và an toàn tuyệt đối. Bây giờ thì em hết từ chối anh rồi nhá. Em cảm ơn anh. Em chỉ cảm ơn anh thôi á. Em không có điều gì muốn nói với anh à? Không ạ, em có gì muốn nói ở đâu. Vậy em làm việc tiếp đi. Anh Cường. Sao? Em yêu anh. Cảm ơn em. Làm giật hết cả mình. Ai bảo vợ anh càng ngày càng xinh đẹp, nhìn thôi là đã muốn yêu rồi. Ai là vợ anh? Anh đừng có mà nói linh tinh nhá. Bây giờ thì hết linh tinh rồi nhá. Từ trước đến giờ em từ chối anh là vì tự ti với ngoại hình của mình. Bây giờ em đã trở nên xinh đẹp rồi, em đồng ý làm vợ anh nhá. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Em là một người con gái tốt. Em xứng đáng được hưởng những điều như thế này.
tao với mày bầu bí vào để con cái được quấn chân hay sao? Này, mày định lươn với ai đấy hả? Mày không trốn được khỏi tay tao đâu biết không? Mày về nhà lấy tiền đưa cho tao, không tao giữ cái xe của mày lại đấy. Cô còn dám nhắc đến cái thai trước mặt tôi à? Trong dậy. Sao hôm nay đi làm có mệt không? Cũng bình thường em ạ. Sao vợ anh hôm nay có chuyện gì mà trông vui thế? Có chuyện gì đâu, mà em nghe cái Thủy nói bố mẹ ở quê bán nhà xong rồi chia cho vợ chồng mình một phần với Thủy một phần à? Phải rồi, bố mẹ nói cho vợ chồng mình một chút tiền để tích góp tiền mua nhà, với lại để lo cho sắp tới vợ sinh đẻ nữa chứ. Thế mà anh giấu, định em làm của riêng à? Ớ vậy. Em đừng có mà nói linh tinh. Anh ra ngoài lăn lộn kiếm sống cũng chỉ vì lo cho em và lo cho con chứ ai. Thế hai em bảo này, mấy hôm nữa mẹ gửi tiền lên đi, để em giữ nhá. Nhà bao nhiêu việc phải lo, với lại em làm vợ em giữ tiền là đúng rồi. Được rồi, vợ thích giữ thì cứ giữ. Đợi mấy hôm nữa mẹ chuyển tiền thì anh sẽ đưa hết cho vợ nhá. Yêu chồng nhất. Chồng nghỉ đi, em đi nấu cơm. Vợ đi nấu cơm đi, anh nằm nghỉ một chút. Em ơi, khiếp, bao chỗ không ngồi, đi ngồi ở chỗ này. Nó thoáng. Xem đi. Ai à, nhiều tiền quá nhở. Mày phải kiếm chỗ tiêu rồi đúng không? Tao đã nói với mày rồi, tao không thiếu tiền. Ở cạnh tao cái gì cũng có. Gọi thanh toán đi. Lại hút thuốc. Tưởng mày đang bầu cơ mà. Tao chán mày quá. Mày bị điên à? Ba cái tuổi danh như tao với mày bầu bí vào để con cái nó quấn chân hay sao? Lừa đấy. Kiếm được một số tiền rồi phé. Này, trốn anh hơi lâu ấy nhá. Em ơi, té đi anh nói chuyện riêng tí. Lượn. Này. Ây à, kinh nhờ. Có tiền để chuyển cơ đấy. Thế tiền nợ của anh thì bao giờ giả nhỉ? Anh ơi, mấy hôm nay em khó khăn quá. Anh thu thu cho em vài hôm. Chứ mẹ em ở nhà đang bệnh. Em còn con cái nhiều nhọc. Này, mày định lươn với ai đấy hả? Tao nói cho mày biết nhá, mày phải giả tiền cho tao, biết chưa? Không ấy, mày không trốn được khỏi tay tao đâu biết không? Mà tao nói cho mày một tin này, ông bà già ấy, bố mẹ chồng của mày ở dưới quê ấy, bán được cái mảnh đất rồi, hơi bị nhiều tiền đấy. Anh nói gì cơ? Bố mẹ chồng em bán được mảnh đất ở dưới quê rồi á? Ừ, chứ còn gì nữa? Này, số tiền mày nợ của tao ấy chỉ bằng một cái búng tay của ông bà ấy thôi, hiểu chưa? Anh cho em xin một tuần. Đúng một tuần thôi em có đủ tiền trả cho anh. Này, một tuần là một tuần nào? Ngay ngày mai nhá, mày phải mang đủ tiền trả cho tao, biết chưa? Em biết rồi. Nhớ đấy. Tao đi. Chị Thu, chị đang làm cái gì đấy? Đây là nhà của tao, tao làm gì với việc của tao? Mạnh ơi, anh mày để tiền ở đâu? Tiền nào? Em không biết. Mày đừng có nói dối tao. Bố mẹ mày ở quê bán nhà, một nửa tiền đưa cho vợ chồng mày, một nửa tiền của anh Cường giữ. Bây giờ tao không thấy. Tiền đâu rồi? Em không biết, em không cầm tiền nào cả.
Thằng anh ấy đưa tiền cho mày mua cái xe rồi đúng không? Không phải, đây là xe của chồng em. Xe của chồng mày á? Mày đừng có nói dối tao. Mày về nhà lấy tiền đưa cho tao, không tao giữ cái xe của mày lại đấy. Em không có, em nói là em không có thật mà. Điều đưa tiền đây, đưa đây cho tao. Chị Thu, em... Chị có sao không ạ? À? Mày buông ra. Em xin mày lỗi. Mày không đẩy ngã đâu. Em không cố ý. Mày biết thừa tôi đang mang thai mà mày vẫn xấu ngã tao thế á? Mày chết đi tao. Chị... Tao... Con đàn bà mất nết. Cô còn có liêm sỉ nữa không ạ? À? Anh đang làm cái gì đấy? Anh biết thừa tôi đang có thai. Anh vẫn còn đánh tôi à? Cô còn dám nhắc đến cái thai trước mặt tôi à? Cô định lừa tôi, lừa cái gia đình này đến bao giờ nữa? Tôi đã biết cái thai trong bụng của cô là giả rồi. Tôi thật không ngờ cô lại là con người như vậy. Cô chỉ vì tiền mà cô lừa dối tôi, lừa dối cái gia đình này. Tôi vì cô, vì cái gia đình này mà vất vả lăn lội ở ngoài xã hội đi kiếm sống, đến bệnh tật cũng không dám đi khám. Anh Cường, anh bình tĩnh đã. Có gì từ từ nói. Sức khỏe của anh còn cô. Tôi thật hối hận khi đã lấy cô về. Tôi cũng thật hối hận khi đã giao cho cô toàn quyền quyết định trong cái nhà này. Còn bây giờ, cô cút. Cô cút ra khỏi nhà của tôi. Anh không cần phải đuổi. Anh nhìn lại bản thân anh đi. Bản thân mình lo không xong làm sao lo được cho tôi. Tôi lấy anh vì lý do gì à? Vì nghĩ anh giàu, anh có tiền. Nhưng bây giờ tôi biết rồi. Khổ rách cả ôm như anh lấy đâu ra một đồng một cắc nào. Không cần phải đuổi, tôi tự đi. Ở đây chết luôn với bệnh tật của anh đi. Anh ngồi xuống đây đi. Anh đừng cáu giận nữa, chị ta cũng đã đi rồi. Anh xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em. Anh được nghĩ như thế. Em biết anh làm vậy cũng chỉ muốn chứng minh cho bố thấy thực lực của anh thôi. Thời gian qua em biết là anh làm lụng vất vả, thường xuyên đi sớm về khuya nên sức khỏe cũng giảm sút, nên đã mua cho anh sản phẩm ngủ ngon GABA này. Viên uống có tác dụng hỗ trợ an thần, giảm âu lo mệt mỏi. Uống vào sẽ giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Khi uống dậy thì sẽ không bị mệt mỏi nữa. Kết hợp với cả viên uống xương khớp Cosamin có tác dụng bổ sung các chất nuôi dưỡng sụn khớp, giúp tái tạo sụn khớp, có tác dụng rất tốt đối với những người bị thoái hóa khớp, viêm da khớp, tràn dịch khớp gối, thoái hóa đốt sống cổ, lưng, rất tốt và phù hợp với anh. Anh mau dùng thử đi. Để em lấy cho. Sao rồi? Anh thì đỡ hơn nhiều rồi. Bố đã hết giận anh rồi. Anh về nhà cùng với em nhé. Ừ, vậy cũng được.
Dạo này sức khỏe của anh trai em tốt ghê đấy. Cầm bao nhiêu đồ cho em mà không thấy nặng. Đàn ông con trai, sức dài vai rộng, thế này đã là gì? Mà cũng phải cảm ơn viên uống ngủ ngon GABA và viên hỗ trợ xương khớp Cosamin của tập đoàn Kohino mà sức khỏe của anh trai em mới tốt như thế này đấy. Vâng, mình đi thôi ạ. Anh, hình như chị Thu kìa. Mặc kệ cô ta đi, ác giả ác báo. Bây giờ quan hệ giữa anh và cô ta không còn gì nữa rồi. Yêu kỳ diệu.